cách lấy wudu. Bước 1, bắt đầu bằng cách nói câu Bismillah. Bước 2, rửa hai bàn tay đến phần cổ tay 3 lần. Bắt đầu rửa tay phải trước, sau đó là tay trái. Bước 3, súc miệng bằng nước 3 lần. Bước 4, rửa mũi bằng cách đưa nước vào mũi và hỉ ra 3 lần. Bước 5, rửa mặt bằng nước 3 lần, bao gồm cả phần trán và cằm. Lưu ý, tất cả các phần trên mặt phải được làm ướt. Bước 6, rửa mỗi cánh tay 3 lần, từ bàn tay đến khuỷu tay, tay bên phải trước rồi đến tay bên trái. Bước 7, dùng tay ướt vuốt lên đầu, bắt đầu từ phần chân tóc phía trán về phía sau đầu. Làm như thế một lần. Bước 8, dùng ngón tay trỏ rửa lỗ tai và ngón tay cái lau phần sau tai. Làm như thế một lần. Bước 9 là bước cuối cùng. Rửa hai chân đến phần mắt cá chân. Rửa chân phải trước rồi đến chân trái. Lưu ý để nước làm ướt kẽ chân.